Ok, hello, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Tuân Casino. Thì những anh em nào mà đang quan tâm, đang muốn tìm kiếm cho mình đến các cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp tốt nhất, mới nhất, hiệu quả nhất hiện nay trên thị trường. Thì anh em nào mà đang muốn mua cho mình các cái dòng sản phẩm cờ bạc bịp chính hãng của bên Tấn Tuân Casino thì anh em có thể là vui lòng gọi điện trực tiếp đến cái số điện thoại hotline ở trên màn hình của anh em đây. Anh em có thể gọi điện trực tiếp vào những cái số hotline này hoặc anh em có thể là kết bạn nhắn tin qua Zalo cho bên mình. Đấy, sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em, giúp cho anh em tìm hiểu kỹ hơn về các cái dòng sản phẩm và hướng dẫn cho anh em cách đặt hàng nhanh chóng và chính xác nhất anh em nhé. Thì ngoài ra thì những anh em nào mà ở gần cơ sở của bên mình ấy thì anh em cũng có thể là đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm về các cái bộ sản phẩm này. Bên mình thì có hai cơ sở. Cơ sở 1 là bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em đến nơi, anh em alo đến số hotline này sẽ có người ra đón anh em và dẫn anh em vào trong cơ sở. Đấy, cho anh em trải nghiệm về các cái bộ sản phẩm luôn anh em nhé. Thì ở trong cái clip ngày hôm nay, bên Tấn Tuân Casino sẽ mang đến cho anh em một cái bộ sản phẩm bát hình sóc đĩa bịp. Đấy, một cái bộ sản phẩm là bát hình sóc đĩa bịp không tang khiển. Đấy, thì chiếc bát hình này là một chiếc bát hình đặc biệt, nó khác với những cái dòng bát hình cũ ở cái điểm gì, là cái thứ nhất là mình sẽ cho anh em xem là về cái chất lượng của nó trước. Đấy, cho anh em kiểm nghiệm về cái chất lượng của nó trước, sau đó thì mình sẽ cho anh em biết là nó khác với những cái bát hình cũ ở cái điểm gì anh em nhé. Đấy, cho anh em cùng xem này, anh em thấy nét chưa? Đấy, riêng về chất lượng của nó thì cực kỳ nét rồi. Thì như anh em đã biết, cái bát hình camera này riêng về độ hiệu quả sử dụng của nó thì cực kỳ là ok cho anh em thôi. Đấy này, anh em thấy không? Sấp đôi. Ok chưa? Đấy, nét chuẩn 100% cho anh em. Đấy, độ hiệu quả chuẩn xác cao. Đây, đấy, vẫn sấp đôi này. Anh em nhìn đến nét đó, nét căng luôn. Thì cái bộ sản phẩm này ấy, là một cái bộ bát hình không tang khiển. Chính vì thế là khi anh em sử dụng là anh em phải có cho mình cái thứ nhất là một cái màn soi này, cái thứ hai là một cái khiển đi kèm. Đấy, thì ví dụ như khi anh em sóc cái xong này, hoặc là khi người ta sóc cái xong ấy, đấy, anh em ở ngoài tay con thì anh em muốn xem được, anh em phải dùng cho mình cái khiển, anh em bấm vào khiển này. Đấy, ví dụ đây, đang tắt này, anh em nhìn thấy đang tắt ạ, bật lên không có gì đúng không ạ, mình phải bấm vào khiển này. Đấy, thì nó sẽ hiện lên cho anh em. Thì tại sao phải có cái khiển này? Tại vì khi anh em sử dụng cái khiển này thì cái mắt camera ở trong bát này lúc này nó mới hoạt động. Đấy, cái mắt camera nó mới hoạt động thì lúc này nó mới bị tiêu hao pin. Chính vì thế nên anh em chỉ cần bấm cho mình cái nút khiển này. Đấy, anh em bấm khiển cho mình là nó sẽ hiện lên bình thường cho anh em. Đấy, và thời gian khi anh em bấm khiển này, pin trong này nó mới bị tiêu hao thì thời gian sử dụng của nó sẽ cực kỳ lâu cho anh em luôn nhé. Đấy, là anh em lưu ý một cái điều như thế cho mình. Đấy, test tiếp cho anh em. Đó, anh em thấy không? Ba trắng này, cực kỳ là ok, cực kỳ là rõ nét cho anh em luôn. Đấy, riêng về cái độ sắc nét của cái sản phẩm này thì anh em không phải bàn rồi, tại vì nó đang sử dụng cho anh em là cái công nghệ camera mới nhất hiện nay. Đấy, siêu nhỏ, siêu nét. Đấy, nên khi anh em sử dụng thì hoàn toàn là yên tâm, ok rồi. Đấy, mình sẽ test cho anh em xem một lần nữa này. Thì nhiều anh em cũng hỏi bên mình ấy là cái này, cái màn hình này thì thông thường anh em bắt ở khoảng cách được bao nhiêu, thì mình nói luôn với anh em là khoảng cách anh em bắt được là từ 10 đến 15 mét anh em nhé. Đấy là cái khoảng cách tầm bắt hiệu quả của anh em. Anh em nhìn thấy ba đen này, thì khi anh em đi chơi, ví dụ anh em là tay con thì anh em có thể là cầm trực tiếp vào chiếc smartphone này, anh em cầm trực tiếp vào cái màn soi thông thường này để anh em soi. Đấy, nhưng ví dụ anh em là người đi sóc cái thì không phải là lúc nào anh em cũng có thể là rút điện thoại ra anh em soi được, đúng không ạ? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh em cần phải có một người ngồi báo kỹ thuật cho mình ở khoảng cách 10 đến 15 mét. Đấy, người đó ngồi soi chẵn lẻ, sau đó sẽ phím cho anh em qua phím rung hoặc là qua tai nghe là tùy ý. Còn anh em muốn mà cái thứ nhất là không muốn sử dụng cái màn soi thông thường này, mà anh em muốn kết nối vào chiếc điện thoại smartphone như ở trên màn hình của anh em đây. Đấy, hoặc là anh em là muốn là người báo kỹ thuật không cần ngồi trong sòng sới mà có thể ngồi ở một vị trí xa hơn nữa, thì anh em có thể là sử dụng cho mình là một chiếc thu phát sóng wifi, một cái sản phẩm hỗ trợ cho anh em. Nó có
hai cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là nó sẽ giúp cho anh em là kết nối thay chiếc màn hình thông thường này vào một chiếc điện thoại smartphone như anh em đang sử dụng ở trên màn hình đây. Đấy, đấy là nó sẽ có nhiệm vụ thứ nhất. Và nhiệm vụ thứ hai là khi anh em sử dụng hai chiếc điện thoại smartphone này để kết nối vào cái bộ sản phẩm này thì lúc này tầm khoảng cách của nó sẽ là hàng nghìn km cho anh em, nên là anh em hoàn toàn yên tâm cho mình. Đấy. À, anh em nghe đến hàng nghìn km thì nghe có vẻ là nó hơi sai sai, nó hơi hư cấu, nhưng mà anh em nếu mà không tin thì có thể nhắn tin qua bên mình. Đấy, bên mình nhắn tin qua Zalo hoặc gọi điện cho bên mình sẽ kiểm chứng cho anh em nhé. Đấy, nên là anh em hoàn toàn yên tâm giúp mình là bên mình quảng cáo sản phẩm nào là nó phải ok, đấy, chuẩn thì bên mình mới giới thiệu đến toàn thể anh em. Đấy. Thì tại sao cái này được gọi là dòng bát hình không tang, và cái dòng bát hình này nó khác với những cái dòng bát hình cũ ở cái điểm gì, mình sẽ cho anh em cùng xem này. Thì cái dòng bát hình này khi anh em soi đèn, anh em nhìn thấy không, phần đít bát này hoàn toàn soi xuyên bình thường nhá, cực kỳ ok này. Đấy, thì khi anh em sử dụng cái sản phẩm này thì anh em soi thoải mái, thử nam châm thoải mái. Và cái phần đít bát này, những cái bàn dòng bát hình cũ ấy, phần đít bát này anh em soi không mà được, tại vì cái bảng mạch vi điện tử nó sẽ nằm ở cái phần đít bát này, nhưng mà riêng cái phần bát hình không tang mới này nó sẽ làm ở cái chỗ khác, nó không làm ở đít bát này nữa, nên khi anh em soi đèn soi thoải mái rồi. Đấy, và cái phần tang tích của cái bát này làm là cực kỳ nó chắc chắn cho anh em nhé. Tức là sao, tức là khi anh em mở bát ấy, anh em mở bát mà không may nó bị vỡ bát thì hoàn toàn là không lo đến chuyện bị phát hiện tang tích, tại vì nó được đúc rất là chắc chắn mà, nó được đúc cực kỳ là chắc chắn. Chính vì thế nên là khi mà vỡ bát ấy thì là tỷ lệ là 80% là nó sẽ không vỡ vào những cái chỗ mà có tang. Đấy, và tang của nó thì cực kỳ là nhỏ, nên anh em không cần phải lo lắng khi sử dụng, trừ khi là anh em dùng búa hay là vật cứng gì anh em đập nhỏ ra thì chắc chắn là sẽ có tang rồi, không một cái dòng bát hình nào mà không có tang cả, nên anh em lưu ý một cái điều như thế. Và bên mình thì có nhận làm tất cả các mẫu bát theo yêu cầu của anh em. Thì ví dụ như là bên mình có sẵn các cái mẫu như mẫu bát nhựa hoa đây. Đấy, mẫu bát nhựa hoa này. Hay như những cái mẫu bát sứ trắng tinh, anh em thấy không? Và rất là nhiều mẫu khác nữa. Thì ngoài những cái mẫu đó ra thì anh em mà muốn làm đến cái mẫu nào thì anh em có thể kết bạn qua Zalo và gửi ảnh cho bên mình. Đấy, bên mình kiểm tra có sẵn thì sẽ gửi về cho anh em. Còn nếu mà không ấy, thì bên mình sẽ làm theo yêu cầu của anh em nhé. Đấy, bên mình sẽ làm bát theo yêu cầu của anh em, tức là sao, tức là anh em muốn làm mẫu bát nào cũng được, bên mình sẽ làm chuẩn 100% như mẫu bát mà anh em gửi luôn. Thì ngoài ra thì anh em cũng có thể là gửi trực tiếp mẫu bát từ chỗ anh em lên cho bên mình, bên mình sẽ làm trực tiếp vào cái mẫu bát mà anh em gửi. Đấy, rất là ok luôn ạ. Thì các chế độ bảo hành của bên mình là bên mình sẽ bảo hành một đổi một cho anh em khi mà sản phẩm là lỗi do nhà sản xuất, ví dụ như là camera mờ, hỏng camera, hay là do pin yếu, nhanh hết pin. Đấy, là bên mình sẽ lỗi một đổi một cho anh em. Còn ví dụ như anh em làm vỡ bát ấy, thì chắc chắn là bên mình sẽ không bảo hành rồi, đúng không ạ? Đấy, nên là anh em là hoàn toàn yên tâm về các chất lượng của bên Tuấn Tuân Casino. Thì anh em nào mà muốn đặt hàng, muốn mua cái bộ sản phẩm này ấy, thì anh em có thể là vui lòng nhấc điện thoại của mình lên và gọi đến số hotline ở trên màn hình cho mình, sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em, giúp cho anh em tìm hiểu về các bộ sản phẩm anh em nhé. Thì ngoài ra thì anh em nào mà ở xa thì bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện, anh em nhận hàng được phép kiểm tra hàng, sau đó thanh toán tiền. Còn anh em nào mà ở gần cơ sở bên mình thì anh em có thể là đến trực tiếp cơ sở để được trải nghiệm về sản phẩm. Bên mình thì có hai cơ sở, cơ sở 1 bến xe Mỹ Đình Hà Nội, cơ sở 2 quốc lộ 13 Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh em đến nơi alo đến số hotline sẽ có người ra đón anh em, dẫn anh em vào trong cơ sở cho anh em test thử và trải nghiệm về các cái bộ sản phẩm luôn. Thì ngoài cái bộ sản phẩm này ra, bên Tấn Tuân Casino còn rất nhiều bộ sản phẩm khác liên quan đến cờ bạc bịp như là về sóc đĩa này, bầu cua, tài xỉu hay là bài lá. Đấy, anh em mà đang quan tâm muốn mua cho mình những cái sản phẩm nào thì hãy nhấc điện thoại của mình lên và gọi đến số hotline trên màn hình cho mình, sẽ có người tư vấn và hướng dẫn cho anh em cụ thể từ A đến Z luôn. Thì cuối video ấy thì anh em nào mà cảm thấy video của mình hay thì hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.